Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 3m8 và chiều sâu căn nhà lên đến 15m và được anh chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt và một lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp, như mình sẽ có 3 phòng ngủ chính và 3 nhà vệ sinh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì được anh chị chủ nhà thiết kế, mình có một cái khoảng sảnh ở khu vực ở giữa của căn nhà để mình vui chơi cũng như hóng mát, và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền cũng như con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Với một căn nhà nằm trên một con hẻm rất là rộng, xe gắn máy cũng như xe hơi cũng có thể di chuyển vào bên trong của căn nhà của mình. Như với một căn nhà chỉ với giá trên dưới 5 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong khi quý khách hàng mua căn nhà này. Cũng như căn nhà này thì đang có hướng là hướng chính đông, phù hợp với hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Thì phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy cũng như di chuyển vào bên trong khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà cực kỳ là kiên cố và chắc chắn, cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng khách căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Hai bên tường thì mình có những cái bức tranh trang trí rất là đẹp, và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng. Và bên trong không gian phòng khách thì mình có được anh chị nhà sắm sẵn cho mình một bộ bàn ghế sofa, một bộ bàn ghế đặt rất là đẹp. Và đặc biệt của căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có một cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt rất là thuận tiện để gia đình mình sử dụng cho người lớn tuổi, cũng như công năng sử dụng của căn nhà mình có tới 3 phòng ngủ và được anh chị nhà thiết kế phòng ngủ dưới tầng trệt rất là đẹp. Đây là khu vực không gian cầu thang căn nhà. Thì cầu thang căn nhà mình, tay vịn cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ cam xe, và lan can thì được làm bằng sắt đặc uốn hoa văn rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng bếp căn nhà, mình sẽ có một bộ bàn ăn được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp, mặt đá hoa cương và có những bức tranh trang trí. Và di chuyển là khu vực phía sau là không gian phòng ngủ dưới tầng trệt căn nhà. Với căn nhà được thiết kế có phòng ngủ ở dưới tầng trệt để gia đình mình sử dụng cho người lớn tuổi cũng như hạn chế đi lại rất là thuận tiện. Đặc biệt mình có một cái phòng ngủ rất là rộng rãi ở phía dưới của căn nhà, không gian phòng ngủ ở dưới tầng trệt rất là đẹp. Thì quý khách hàng đang xem video cũng như đang quan tâm đến căn nhà có phòng ngủ ở dưới tầng trệt thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Một căn nhà nằm tại trục đường Thống Nhất, ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng. Thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Một căn nhà chỉ với giá 5 tỷ 050 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp nằm tại trục đường Thống Nhất thuộc phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là khu vực không gian nhìn từ bên trong ra bên ngoài căn nhà, và khu vực không gian phòng bếp cũng như khu vực không gian phòng ngủ ở dưới tầng trệt căn nhà. Với một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu thôi. Còn thương lượng 5 tỷ 050 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, ở giấy tờ pháp lý rõ ràng, hoặc mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, và anh chị có hỗ trợ qua ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu vay thêm. Rồi mình cùng nhìn lại các khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để Nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày để quý khách hàng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình, anh em, bạn bè mình một căn nhà ưng ý. Và như căn nhà này thì chỉ hơn 4 tỷ là quý khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà đẹp được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Thì lầu 2 mình sẽ có một cái nhà vệ sinh lớn ở phía bên ngoài sử dụng cho
không gian hai phòng ngủ căn nhà cũng như một cái khoảng sảnh ở phía bên ngoài để mình vui chơi và hóng mát trước khi mình đi ngủ, cũng như là khoảng không gian sử dụng chung cho gia đình. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau, có một khoảng sảnh ở phía bên ngoài, mình có thể đọc sách cũng như làm việc cũng như học hành của con cái rất là thuận tiện. Với phòng ngủ phía sau thì sàn nhà mình được lót gạch đá, giá gỗ và mình có giếng trời ở phía sau để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà đang có bề ngang lên đến 3,8 m và chiều sâu căn nhà lên đến 15 m, và được anh chị nhà xây dựng cũng như đúc kiên cố một trệt một lầu, và mình có tới 3 phòng ngủ. Thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Một căn nhà đang có một cái giá rất là mềm này, chỉ hơn 4 tỷ là quý khách hàng đã sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp này rồi. Có tới 3 phòng ngủ và là nhà mới vừa được hoàn thiện xong. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 cũng như nhà vệ sinh, phòng ngủ số 3 căn nhà với 3 phòng ngủ rất là rộng. Và căn nhà mình đang có hướng là hướng hướng đông, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Với một căn nhà nằm tại trục đường Thống Nhất gần với siêu thị Lotte Nguyễn Văn Lượng, cũng như gần với lại ngã 6 Gò Vấp, gần sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, cũng như gần trung tâm của thành phố, và chỉ với giá hơn 4 tỷ thì là quý khách hàng sở hữu một căn nhà đẹp có phòng ngủ ở dưới tầng trệt, với một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.